Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay bộ phận không khí lạnh mạnh vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên đêm nay ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh sẽ chuyển rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng và Lạng Sơn với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 8 cho đến 11 độ. Vùng núi sẽ từ 4 cho đến 7 độ. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi trời chuyển rét. Các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Và từ ngày 9 tháng 1, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ sẽ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm. Không khí lạnh ẩm có cường độ mạnh là điều kiện thuận lợi để sương muối gây hại trên cây rau màu. Và để khắc phục hiện tượng này, bà con cần thực hiện một số những công việc sau đây. Thu hoạch diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch, tưới đủ ẩm và phun chất tăng trưởng cho rau màu từ 5 cho đến 10 ngày một lần. Dùng thùng ô doa hay vòi bơm tưới, phun nước vào sáng sớm khoảng từ 4 đến 5 giờ sáng, tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng xuyên qua. Ngoài ra, bà con nên dùng bạt, cây thực vật để che phủ cho rau. Sử dụng biện pháp hun khói để làm tan sương muối, bón tăng phân chuồng hữu cơ đã ủ hoai mục hoặc là phân hữu cơ vi sinh cho bếp tăng sức chống chịu giá rét cho cây. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng sớm ngày 7 tháng 1, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tăng cường, ảnh hưởng tới nước ta và trở thành đợt rét đậm rét hại thứ 3 của mùa đông năm nay. Đáng chú ý, đợt rét này sẽ được chia làm hai giai đoạn với hai hình thái hoàn toàn khác nhau, đó là rét ẩm và rét khô. Lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, cảnh báo khả năng xảy ra tuyết ở vùng núi. Giai đoạn đầu tiên của đợt rét đậm rét hại lần này sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1. Trời rét và ẩm, không có nắng, dẫn đến nhiệt độ ban đêm và ban ngày đều thấp. Nhiệt độ trung bình ngày rét buốt hơn so với đợt rét đậm rét hại mới xảy ra vào dịp Tết Dương lịch vừa qua. Cảnh báo khả năng có tuyết rơi ở vùng núi. Tháng 1 thì sẽ là chuyển sang trạng thái rét đậm rét hại trên toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ, và sau đó thì cái rét đậm rét hại sẽ có thể lan xuống Bắc Trung Bộ và có thể xảy ra ở cả thậm Quảng Bình, một số nơi Quảng Trị. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng của Trung du cũng như là Bắc Trung Bộ là sẽ là khoảng 8 cho đến 11 độ, và vùng núi thì là 4 đến 7 độ, và vùng núi cao thì dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Mưa tuyết thì sẽ tập trung nếu có ở khu vực của vùng núi cao thuộc hai tỉnh Hà Giang và Lào Cai. Về gió mạnh trên biển thì chúng tôi vẫn cảnh báo là đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền ở khu vực vịnh Bắc Bộ, và ngoài ra là vùng biển Trung Bộ và khu vực Nam Trung Bộ chỗ Bình Thuận, Ninh Thuận. Đấy, và khu vực Nam Trung Bộ chúng tôi còn cảnh báo thêm khi mà có cái gió đông bắc mạnh ở khu vực Phú Yên và Bình Thuận là có khả năng có xảy ra các cái sạt lở bờ biển. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1 khi không khí lạnh được tăng cường, trạng thái rét ẩm chuyển sang rét khô. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp gây rét buốt, ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nên tạo cảm giác không rét bằng giai đoạn đầu. Thời kỳ này cũng có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối ở vùng núi cao. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, cách đây mấy ngày, bà Nguyễn Thị Hiền cùng bà con nông dân xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu ra đồng gieo mạ vụ xuân 2021. Cùng với phân bón, giống thì ni lông và các thanh tre để làm vòm che phủ cho cây mạ,
luôn được bà con nông dân ở đây mang theo khi gieo mạ. Túi ni lông thì khi mô nắng quá thì lại tóc hài đâu ra thôi. Mà khi họ hay bật ro, nhưng bây giờ họ nói là nhiều ro là chỉ có cái ro rơm thôi. Vụ xuân năm 2021, toàn tỉnh Nghệ An gieo cấy 90.000 hecta lúa. Theo lịch thời vụ, từ ngày mùng 5 tháng 1, bà con nông dân sẽ gieo mạ cho những chả lúa sớm. Tuy nhiên hiện nay, nhiều địa phương đã gieo mạ cách đây gần 10 ngày. Trong những ngày qua, thời tiết có rét đậm, rét hại nên nguy cơ mạ bị chết rét khá cao. Em phụ ni lông này, có lo chứ, rong lo làm ruộng thì phải lo cái mạ này trước tiên nhá. Từ ngày mùng 5 tháng 1, bà con nông dân đã đồng loạt xuống đồng gieo mạ. Trong khi đó, theo dự báo, sẽ tiếp tục có đợt rét đậm, rét hại trong vài ngày tới. Để bảo vệ tốt số mạ này, những giải pháp chống rét đã được các địa phương cũng như ngành nông nghiệp kịp thời khuyến cáo đến người dân. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ thời tiết để khuyến cáo nông dân né tránh các cái đợt thiên tai này, không bắc mạ vào những giai đoạn mà thời tiết nhiệt độ xuống dưới 15 độ C. Khuyến cáo bà con nông dân là bắc mạ là phải bám đúng thời vụ. Hai nữa là phải có khi phương án mà bảo đảm chống rét cho mạ mới gieo. Ví dụ như là khi gieo là phải phủ ni lông. Theo dự báo, năm nay sẽ xảy ra nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài, nên việc gieo cấy đúng nông lịch và thực hiện các giải pháp chống rét cho cây trồng sẽ góp phần mang lại hiệu quả cho sản xuất vụ xuân nhằm đảm bảo sản lượng lương thực của năm 2021. Bởi vụ xuân là vụ sản xuất quan trọng, chiếm khoảng 65% sản lượng lương thực của cả năm. Vâng, trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn của VTC16. Thưa ông, trong vụ đông xuân năm 2020-2021 thì thời tiết và dịch bệnh có những cái ảnh hưởng như thế nào tới đối tượng vật nuôi thưa ông? Năm nay chúng ta sẽ có những cái đợt rét, rét đậm và rét hại, và rét kéo dài và rét sâu. Đấy là những cái tiềm ẩn, những nguy cơ rất là cao ảnh hưởng đến cái vấn đề là sức khỏe của cái đàn vật nuôi. Dù chúng ta đã kiểm soát tương đối tốt, nhưng việc xuất hiện những bệnh mới như ví dụ như bệnh viêm da nổi cục ở châu bò cũng là những cái bệnh mới. Ngoài ra những bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng cũng là những cái nguy cơ rất là cao, nên chúng ta phải rất chú ý. Và cái nữa là sau 3-4 năm vừa rồi, công tác phòng chống đói rét tương đối tốt, rất dễ bị các địa phương như thế hay người chăn nuôi lơ là và chủ quan. Thì khi mà xảy ra rét đậm, rét hại mà rét kéo dài thì cái nguy cơ rủi ro cũng rất là cao với đàn vật nuôi. Thưa ông, hiện nay thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thiết lập một mạng lưới phòng chống thiên tai từ trung ương tới địa phương, trong đó thì có phòng chống đói rét cho vật nuôi. Hiện nay thì cái công tác này thì đang triển khai như thế nào và gặp phải những cái khó khăn cụ thể như nào thưa ông? Cái hệ thống của chúng ta bây giờ là các cơ quan ấy, là chăn nuôi và thú y, thì ở dưới cái tuyến dưới thì trước kia chúng ta có các cái gọi là các trạm chăn nuôi thú y, các chi cục chăn nuôi thú y, thì cái công tác này cũng được chú ý hơn. Thế nhưng vừa rồi thì trong cái công tác ấy, cái tổ chức hệ thống ấy, nó cũng có những cái sự xáo trộn. Đấy, thì đấy là các địa phương vẫn phải chú ý để chúng ta có cái chỉ đạo. Làm sao chúng ta phải thống nhất chăn nuôi, thú y, khuyến nông và kết hợp với phòng chống thiên tai trở thành một cái tổ chức chặt đấy, và có cái sự liên kết với nhau. Thì chúng ta mới có thể triển khai tích cực công tác phòng chống thiên tai nói chung và phòng chống đói và rét cho đàn vật nuôi. Thưa ông, xin ông có thể đưa ra những cái biện pháp cấp bách ngay lúc này mà những địa phương cũng như là người nông dân cần áp dụng để phòng chống đói rét cho vật nuôi trong niên vụ 2020-2021 được không ạ? Không được lơ là. Trước hết phải chống cái tư tưởng chủ quan. Là cái thứ nhất là phải cảnh báo. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị về cơ số, về chuồng trại, các cái vật liệu để che chắn chuồng trại. Cái thứ hai, ba nữa là tiêm đầy đủ các loại vaccine cho những đàn vật nuôi. Cái thứ tư nữa là giữ trữ thức ăn cho nuôi, nước uống, những cái vật tư cần thiết nếu khi xảy ra rét đậm, rét hại thì chúng ta chủ động và không đưa gia súc ra ngoài chăn thả mà chúng ta phải nuôi nhốt hoàn toàn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông ạ. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn Tiến sĩ Trần Duy Khanh đã nhận lời mời tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, sau nhiều đợt tụt giá trong năm 2020 thì những ngày đầu năm 2021 giá gia cầm của chúng ta đã có dấu hiệu ấm dần lên. Vậy thưa ông thì nguyên nhân vì sao ạ? Tôi cho rằng cái giá đang có xu hướng nhích dần lên. Thì đây là một cái xu thế tất yếu mang tính quy luật của các mùa vụ. Bình thường ở Việt Nam chúng ta cứ vào cái dịp Tết Nguyên Đán thì bao giờ giá gia súc, gia cầm cũng nhích tăng dần lên. Nhưng mà theo tôi thì Tết Tân Sửu giá cũng không tăng nhiều, thì gia cầm
Vì hiện nay vì lượng đàn gia cầm trong dân rất nhiều. Vì trong năm vừa qua thì chúng ta các hộ chăn nuôi lợn đã chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm. Trên trong năm 2020 thì chúng ta đạt con số kỷ lục về số lượng con gia cầm là đạt khoảng gần 500 triệu con. Vâng, vậy thưa ông, với tổng đàn gia cầm của chúng ta đang đạt mức kỷ lục trên 500 triệu con như hiện nay, thì liệu rằng trong năm 2021 thị trường gia cầm có dấu hiệu khởi sắc hay không ạ? Cái thứ nhất là cái đại dịch Covid-19 ấy, và đặc biệt bây giờ này, một số cái chủng các nước phát hiện một số chủng biến thể của Covid-19 ấy, đang lây lan nhanh và rộng và nguy hiểm ở các nước. Cho nên cái dự báo chung ấy, nếu mà tình hình cứ như thế này mà chúng ta không chế được, thế giới không chế được, thì cuối năm 2021 thì tình hình mới ổn định. Từ cái việc đó thì cái nhu cầu của người dân cũng bị giảm do cái điều kiện kinh tế, do khó khăn về kinh tế. Cái thứ ba nữa ấy, thì trong thực tế thì người dân Việt Nam ấy, thì chúng ta đang vẫn theo cái thói quen là thích sử dụng cái thịt lợn nhiều hơn thịt gia cầm. Cho nên chúng tôi đánh giá rằng thịt gia cầm, thị trường thịt gia cầm năm 2021 cũng sẽ ít biến động. Vâng, vậy thì rút kinh nghiệm của năm 2020, thì trong năm nay, theo ông Khanh thì ngành chăn nuôi của chúng ta cần phải điều chỉnh như thế nào để tránh hiện tượng cung vượt cầu như những năm trước ạ? Tình trạng mà cung cầu mất cân đối thì chúng ta phải thay đổi để tư duy hướng theo chăn nuôi công nghiệp, và thứ hai là chăn nuôi theo liên kết theo chuỗi, và thứ ba là chăn nuôi an toàn sinh học để có sản phẩm tốt nhất phục vụ cho các nhà máy giết mổ thì mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Cái thứ hai nữa tôi đề nghị là đặc biệt cái lĩnh vực trong lĩnh vực thống kê, nhờ tôi và rất nhiều các nhà khoa học trong lĩnh vực chăn nuôi đấy nhiều lần ý kiến là số liệu thống kê của chúng ta hiện nay không chính xác, và số liệu thống kê của chúng ta hiện nay đàn gia cầm là có 500 triệu con, sản lượng 1,5 triệu tấn vân vân, nhưng thực tế và với cái quay vòng con gia cầm là 1,5 lần nhưng thực tế là con gia cầm nó quay vòng 3 đến 3,5 lần, tức là sản lượng thịt gia cầm nó khoảng 2,5 cho đến 3 triệu tấn thịt gia cầm chứ không phải 1,5 triệu tấn như hiện nay thông báo. Vì vậy chúng tôi thấy cần thiết phải thay đổi lại cái phương pháp thống kê và cách thống kê để có thống kê số liệu chính xác và đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của các cơ quan chỉ đạo phát triển chăn nuôi. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông ạ. Vâng.